Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Cardano ADA Ngay bây giờ là 8 giờ 06 6 Ngày 5 tháng 7, 2023 à, Thì vừa rồi mình mới nhắn lên khoảng có 20 phút rồi mình sẽ làm ok Thì mình sẽ nhảy thẳng vô luôn nha Cái này là có thể là cái tập thứ hai thứ ba gì đó Và cho những cái đồng altcoin Thì mình sẽ để tập Nghe mình để tập 1, tập 2, tập 3 gì đó Để cho bạn đi theo cho nó dễ dàng hơn Uh, giống như bitcoin, ethereum thì nó quá sâu rồi mình không có thể đi lại bao nhiêu trăm cái video để, để để làm như thế nhưng những cái đồng này thì mới thì mình có thể làm tập cho bạn có thể dễ dễ theo thì vừa rồi là trong uh, mình sẽ đi tiếp tục cái tập thôi nha mình sẽ không lặp đi lặp lại những cái gì mình đã chia sẻ cái tập trước thì nhớ bạn đã theo một đồng nào đó ok trả phí cho nó thì bạn nhớ đi theo tập nha đừng bỏ lỡ một cái tập nào hết thì vừa rồi nó nằm ở trong cái một cái ascending wedge xác suất là xuống xuống và xuống và nó cũng đã phá vỡ và xuống và nó lên nó gọi là nó gọi là retest nghe nó nó retest cái trend line này thôi chứ không có gì hết nghe với vẫn ở đó rồi sau đó nó cũng lại xuống thêm một lần nữa để ok vừa rồi thì mình cũng đánh dấu đây rồi nếu mà nó xuống tới đây nè thì mình mới, mới 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 sợ nghe còn ở trên đây vỡ vẫn trên đây thì vẫn có chưa gì hết nhưng mà để cho nó lên tầm khoảng cỡ 33 hoặc uh, 36 nghe uh, 33 và 6 có nghĩa là cái sóng số 3 nó sẽ xảy ra. Đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5. Thì nó phải đánh vỡ cái cái vành xanh này. Ok, mình để một cái happy face đó, đó cho có nghĩa là dễ dễ hiểu. Ok. Nó lên tới đây là mình biết là chuẩn bị là nó lên tới được những con số này. Ok. Nó lên tới đây nó mới chứng tỏ nó. Ok, còn không. Ok. Thì nó dự cái đồng ADA đó, nó khá là đi theo cái đồng Bitcoin. ngay Bitcoin là mẹ mà. Ok. Cũng giống như Ethereum thì ngay bây giờ là Ethereum và Bitcoin đang nằm trong cái gọi là cái sóng hồi Ethereum thì đang đã kết thúc cái sóng số 5 Và đang, đang nằm trong cái sóng hồi Thì Bitcoin thì cũng có cái đà đi xuống Và giá của Bitcoin ngay bây giờ là 30.200 mấy Thế Thì bởi vì bạn vừa rồi bạn cũng thấy nó có một sự hồi Nhưng xác suất nếu mà nó vẫn nằm được trên cái vành xanh này này Có nghĩa là con số 23 chấm mấy đó vẫn nằm được trên 23 chấm mấy thì xác suất vẫn là lên lên và lên có nghĩa là ngắn hạn thì nếu mà nó xuống Ok tầm ở chỗ này nè Thì nhớ là mình đợi những cái tín hiệu nó quay đầu đi lên Thì mình mua vào từ từ để lên trên đây mình chốt đơn Chứ không có gì là ngại hết Ok Nà, Lúc mà cái thị trường nó sập Nghe nó xuống thì đó là cơ hội Chứ không phải là xuống là mình sợ Ok à, Thì mình cầu mong cho nó xuống thêm <laughs> Riêng cái thằng cuối uh, khu khung giờ một giờ OSI nó cũng khá lâu, khá thấp rồi Ok Và mình muốn nó xuống thêm nữa nhà xuống thêm nữa để mình mình thu gom vô. Uh, riêng cái khung ngày thì nó vẫn còn nằm ở trên 40 mấy lần, 43 lần, ok. Khung 4 giờ thì nó nằm đâu khoảng cỡ 40. Nhưng mà cái khung 1 giờ thì nó đã chạm uh, 30 rồi, ok. Thì mình muốn nghe mình muốn nó xuống thêm, nghe xuống thêm nếu được nghe. Có thể Bitcoin xuống thêm chút xíu nữa, nha, để thu gom vô không có gì hết. Nhưng mà đây là cái điểm là những cái chỗ này là những cái con giá bạn nên quan tâm nghe là tới lúc đó thì mình muốn cho thấy một cái gọi là đã đắp cánh, ok nó có cái tà 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 những cái nến đi ngang và bật lên, ok thì nó cho bạn cái tín hiệu nha cho cái tín hiệu là nó bật lên đi lên lại thì mình thu gom vô từ từ để mình chốt những cái con số ngon lành hơn. À, cái con này nghe nó nó, nó đi theo nghe nó đi theo bitcoin khá là khá là khá là nhiều luôn, ok cũng cũng uh, giống như ethereum vậy đó, ok thì nếu mà bitcoin đi xuống thì nó cũng đi xuống, ok nhưng uh, lúc mà nó đi lên nghe thì nó rõ ràng ok cái phần trăm có thể là có thể là có thể là cao hơn ok um, có thể là cao hơn bởi vì ngay bây giờ cái bitcoin dominant nó đang dứng nó đang gọi là nó vừa rồi nó mới đánh vỡ cái con số 50 mấy nha ok thì nó phải cần thời gian nó nguội lại cái osi nó reset vân vân và vân vân thì cái đồng tiền nó sẽ luôn chuyển luôn chuyển tới những cái đồng altcoin cũng giống như, như ethereum vừa rồi thì đồng ethereum nha ethereum tiền của bitcoin chạy qua ethereum một chút xíu Ok Thì chuẩn bị tới đây thì Nó sẽ có một giai đoạn Nghe nó chạy vào những cái đồng altcoin Nghe altcoin thì những cái đồng altcoin sẽ Sẽ bị bỏng Ok Thì um, Ở đây Nghe xác định là lên lên và lên Là 0 chấm 0 30 uh, 305 Ok Nếu nó vẫn nằm ở trên 0 23 Thì xác suất vẫn là lên lên và lên Ok Ngoài trừ nó đi xuống Ok Đi xuống và đã đánh vỡ luôn Cái điểm điểm ở dưới đây là nó khoảng có 20 mấy nè 22 nè Ok um, tới con số 23 nếu mà nó chống được thì bắt đầu là chỗ đó là chỗ mình thu thu gom vô từ từ. Ok. Vậy thôi. Nhớ là cẩn thận thu gom mua vô thì cũng mua vô từ từ. Bán ra thì cũng phải bán ra từ từ. Ok. Không cần bán ở đỉnh, không cần mua ở đáy. Ok. Tới hai số 23 đúng không? đợi. Ok nó bập bên lại. Ok thấy nó lên được 24, 25. Ok mua 24 25. Ok. Đừng mua 23. Ok. Để cho nó xác nhận xác nhận là nó đã quay đầu rồi. Rồi mình mới mua. Ok. Nhớ đây là những con số nó có một sự tính toán cũng giống như cái trường hợp Bitcoin mình những cái con số mình chia sẻ cho bạn gọi là tháng này qua tháng nọ ok nó có cả trăm 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 cái đầu tính toán về những con số này ok bởi vậy ok nhớ là dựa theo nó cái thứ hai nữa mình vẽ cái gì trên đây á thì ở nhà bạn cũng vẽ như vậy ok và mình cứ sẽ cố gắng cái gì mà nó qua đi thì mình sẽ xóa bởi vì riêng thằng Bitcoin và Ethereum thì mình chưa có thời gian để xóa nó nó rất là nó rất là khó khó nhìn khó nhìn ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho trong cái video này cho ada xin chào